Ok, hello anh em. Tay ba củ anh em ơi. Nào, tất cả anh em cùng lặn với mình tay ba củ này anh em nhá. Rồi, nào ngày mới ngày đầu này mở bát phát này xem vú không nào. Ok này, 6 rồi. Ấy trời ơi, vú luôn 645, 644 chứ. Rồi, bốn luôn cho mình con tài anh em ạ. Ok anh em, hôm nay thì lại cùng mình vào con game tài xỉu thiên đường rồi chơi. Vẫn là tiếp tục những chuỗi ngày tháng kiếm núa trong con này anh em nhé. Hạnh phúc quá. Từ khi mà bước vào con game thiên đường rồi chơi này, mình cảm thấy là cuộc sống nó nhẹ nhàng, kiếm núa cầu kèo nó rất là dễ. Đấy anh em ạ. Ok chưa nào? Rồi thì với những cái cách, với những ngày tháng mình kiếm núa thì mình cũng có đúc kết ra một chút kinh nghiệm, cũng như là một chút. Mình bắt cầu thì không cao siêu, không giỏi lắm, nhưng mà đủ cho anh em có thể ngày kiếm 5 đến 10 củ anh em nhé. Ok, tay này mình vào 5 củ 8 xỉu này. Thì đang, đấy, ngày đầu luôn này, em thấy đấy, tay đầu phát bú luôn anh em ạ. Rồi, thì cầu này thì nó đang đi một cái chạm cầu, đó là chạm cầu 4112. Đấy, 4112. Thì với cái chạm cầu 2 này, thì anh em sẽ bắt cho mình cầu 2112 anh em nhé. Và tay này thì mình sẽ bắt là 5 củ 8 xỉu anh em ạ. Rồi, chuẩn bị mở bát rồi anh em ơi. Đấy, mình cầu kèo với mình thì con nào dễ, con nào ngon, con nào ok là mình chơi thôi anh em ạ. Với mình nó là thế, quan điểm mình nó là thế anh em ơi. Nào, hay là về cầu 212 đây. 44 là ui 446 anh em ạ. À. Vậy là kép 14 anh em ơi, nó về luôn quả cầu 1212. Ok, cầu khá là đều. Mình thì đang định bắt quả cầu 112, đây nó về cầu 212 rồi. 1212. Đấy rồi ok. Thì với quả kép 14 thì anh em sẽ xử lý như thế nào? Kép 14 thì thường sẽ còn có một vị, đó là vị tài 11 nữa. Và không thể nào bỏ qua được cái tay này khi mà mình chốt luôn tay 17 củ bắt lên cầu 123 tách tài anh em nhé. Ok chưa? Chạm cầu nó rất là cao. Từ 4 đến 6. Đấy. Thì kép 14. Kép 14 là còn vị tài, đó là vị tài 11. Đấy, thì còn thì tội gì mà mình không đi rồi anh em. Còn thì tội gì mà mình không đi. Rồi, tay này thì mình vào 17 củ tài anh em nhé. Vào 17 củ tài. Đấy, vật vã luôn đúng không? Anh em mình đi vật vã luôn. À, 17 củ anh em nhé. Và khi mà anh em chơi ở trong bàn tài xỉu nổ hũ này thì gặp những cái vị như thế thì anh em cứ đi theo mình, đi theo cái cách của mình. Đấy, mình bảo gì anh em đi theo đấy. Đảm bảo anh em tỷ lệ lúc nào cũng 90 đến 99%. Thấy chưa? Tại vì mình chơi mà. Đấy, tay chốt 17 củ này. Xơi, bú luôn ba con 4. Tài 12. Đỡ làm sao được rồi anh em, bú tiếp cho mình con tài anh em ơi. Anh em mình chơi nó cứ phải vật vã như thế anh em ạ. Đã xác định chơi, đã xác định kiếm lúa là phải kiếm được lúa, chứ còn chơi mà không kiếm được lúa thì đừng chơi. Đấy, mình nói thế cho nó vuông, nói thế cho nó nhanh anh em ạ. Rồi, vậy đã lên xu hướng cầu 1 2 3 tách tài rồi anh em nhá. Đã lên cái xu hướng cầu 1 2 3 tách tài rồi, thì với cái xu hướng cầu tách này, với cái xu hướng cầu tách này anh em ạ, thì mình lại tiếp tục nó ra con 14 14 12 là bốn con tài, à ba con tài chẵn rồi, thì mình sẽ bắt thêm một con tài, đó là con tài lẻ tiếp anh em nhé. Bắt tiếp cho mình thêm một con, đó là con tài lẻ, được chưa anh em? Đấy, nó ra bốn con, ba con tài chẵn thì bắt thêm một con tài lẻ nữa và lên cầu 214, được chưa nào? Đấy, những cái khung cầu như 214 hay là cầu 411 đều là những cái form bắt chẵn lẻ hết anh em ạ. Bắt chẵn lẻ hết rồi, tay này đi nhẹ nhàng một củ 6 thôi. Nào, nhẹ nhàng một củ 6 thôi anh em ơi, chuẩn bị mở bát của mình anh em nhé. Ok chưa nào? Tay này bú không đây? Ui, đôi một rồi. Ui, may quá chưa nổ hũ anh em ạ. Bắt chỉ thủ thì nói thật luôn là quá buồn đấy. Rồi ok, vậy là form này nó ra cầu 1 2 3 tách tài xong nó chạy về cầu xỉu luôn. Đấy, những cái tay mà mình nối cầu thì mình nên vào nhỏ, thì tay này mình vào có một củ thôi. Và toàn tay một củ thôi anh em ạ. Thì với chạm 3 mình bắt gì khi mà xu hướng nó xuống rất là nhỏ như này? Thì chạm 3 anh em bắt cho mình chạm cầu 311 anh em nhé. Bắt cho mình chạm cầu 311. Đấy. Ok, mình vào 65 tài. Phía này vào 65 tài anh em ạ. Cầu thì bắt cho mình, cứ bắt cho mình chạm cầu 311 thôi. Ok, thoải mái đi cầu đi anh em. Cứ theo cho mình chạm cầu 311 cho nó vật vã anh em ạ. Cầu nó đẹp thì mình cứ đi. Cầu đẹp nào mình đi. Được chưa nào? Không khó khăn gì cả. Đấy, thì link game tài xỉu thiên đường ở chơi mình ghim dưới phần comment cho tất cả anh em. Anh em có thể là tải game về và tham gia kiếm lúa ngay cùng với mình anh em nhé. Còn anh em nào muốn học hỏi phương pháp, học hỏi công thức thì có thể là đăng ký kênh. Được chưa nào? Đấy rồi. 65 tài này. Rồi 65 tài, mở bát nào anh em ơi. 6 này. Rồi 556, bú luôn con tài 16. Được chưa nào anh em? Đấy, ba ra luôn quả cầu 311 đúng chưa anh em? Ra luôn quả cầu 311 rồi. Đi cầu rất là ngon anh em ạ, rất là thích. Con thi đường ở chơi bảo rồi, cầu kèo mình đi rất là thích luôn.
Và anh em chơi thì anh em ngồi lâu hay ngồi ít thì cũng được, nhưng mà với cái kinh nghiệm chơi của mình, để mà ngày nào cũng chiến thắng ấy, 7 ngày thì chiến thắng 6 ngày ấy, thì mình nghĩ là nên nghỉ sớm. Đấy, mình biết đủ là được anh em nhé, đừng tham quá. Tham quá là toàn toang, để ý anh em toàn toang toang ở những quả tham quá thôi. Đấy, toang toang toàn toang những quả tham quá thôi. Rồi, thì phát này thì mình sẽ bắt về cầu 213 và 312, bắt cầu nạp đứng con tài. Bắt khung nạp anh em nhé. Cầu này chưa đi, không đi được cầu 11 đâu, không đi được đâu. Đi đúng chạm cầu 311 là về thôi anh em ạ. Nào, 216 tài nào. Ok chưa? Còn nếu mà chạm này nó về 11 thì anh em lại theo luôn cho mình vào cầu 11. Và riêng mà khi mà anh em theo cầu trong con game tiền đường ở chơi thì nói thật luôn, ăn thông 9 10 tay là chuyện bình thường anh em ạ. 9 10 tay là chuyện bình thường. Rồi, ui giời ơi, 622 với cày đưa anh em ơi. 622 với cày chứ cày. Rồi thế nếu mà về chạm cầu 3 1 cầu 11 này thì bây giờ anh em chúng ta sẽ theo anh em nhé. Nhưng mà mình lại thấy là nó ra con, nó con xỉu 10. Mà đằng trước chạm cầu nó chạm cầu 11 rồi. Đấy anh em thấy không? Đấy thì mình nghi là đây là cầu 11 giả thôi. Nó sẽ khiến anh em bắt theo cầu 11 thôi. Đấy thấy chưa? Đấy thì phát này mình sẽ bẻ đi anh em ơi. Vì đằng trước của nó cũng chạm cầu 11 rồi. Nếu mà chưa có chạm cầu 11 thì mình sẽ theo. Còn có rồi thì mình sẽ bẻ anh em nhé. Làm cái tiếng kết 5 củ anh em ạ. Làm tiếng kết 5 củ. Ok chưa nào? Đấy, anh em mình bình tĩnh kiếm lúa, bình tĩnh chốt cầu kèo 6 củ số 6 cho nó đẹp anh em, số 6 cho nó nộc. Rồi. À, chuẩn bị mở bát nào. Đấy, anh em dồn bên tài khá là đông luôn. Mình để ý là anh em dồn bên tài khá là đông. Tốt nhất là cứ dồn bên chỉ của mình. Cầu này là 1-1 giã rồi anh em ạ. Tại trước nó có 1-1 rồi. Đấy, cuối cầu nó đã có 1-1 rồi. Nào, anh em nào vào bên tài phát này là dễ toang này. Mở bát anh em nhé. 1 này, 4 này. Rồi 144 bú luôn, thấy chưa, chuẩn chưa anh em. Rồi vậy là núp được tay 17 củ. Giờ thì thôi, có lẽ thì mình cũng xin phép là dừng clip tại đây anh em nhé. Thu lúa về thôi anh em ạ. Và hẹn tất cả anh em những clip sau. Ok chưa nào anh em. Nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh anh em nhé. Chốt lại luôn chứ còn gì nữa.